hùng, Và rất là đẹp. Rồi cái khúc tráng ca đó nó lại xuất hiện ngay cái lúc mà cái nguy cơ dân tộc. vâng, có lẽ là hôm nọ anh đã nói rằng chính cái sự hòa bình lại đang có cái manh nha của chiến tranh, nó không được là trọn vẹn. Và gần như những cái thông tin vừa rồi, cái thông điệp vừa rồi, dù là ít ỏi, dù là ngắn ngủi, nhưng nó vẫn cho mỗi người con dân đất Việt một cái dòng suy nghĩ không không đơn giản anh ạ. Và à, hình như anh cho anh đang để cái loa ngoài phải không ạ? Bình À thường vâng. đó, như mọi khi thôi. À vâng. Rồi rồi hết loa ngoài rồi, vâng. Cái clip mà đàn cầm ở Tây Hồ đấy là tôi làm cho anh Thái Thăng Long với lại một nhạc sĩ, một trưởng đoàn văn công Hà Nội ngày xưa đấy. À vâng, em xem hình như là anh phát sản xuất từ năm 2016 cơ mà đúng không? Đúng rồi, À vâng. 5 6 năm rồi. Dạ vâng, thì em với lại một số người mới đánh giá thế này. Kể cả là nó đã được đưa lên thông tin đại chúng cách đây 5 đến 6 năm, nhưng ở thời điểm này vô tình nó vẫn là thổn thức, nó vẫn là một cái gì đó rất là mới, và nó vẫn là một cái gì đó gần như nó không cũ, mà cái tính thời sự của nó vẫn còn văng vẳng ở đâu đó đối với một số người là ở cái giới nhân sĩ trí thức. Và nó lại để lại một cái thông điệp nó không có cái quỹ thời gian và nó không có cái mốc thời gian. Thì không biết anh đánh giá thế nào về về chính cái tác phẩm mà cách đây anh 6 7 năm anh đã đăng tải ạ? Nhà thơ Thái Thăng Long của chúng ta đấy, mà anh rất thân với tôi. Anh vốn là một thi sĩ của Hà Thành hào hoa phong nhã, mà lại gặp được cái âm nhạc rất là hiện đại và rất là, trữ tình của Phú Quang đấy, thì nó hòa lại với nhau thành một cái âm hưởng rất là, man mác, một cái gì vừa hào hoa vừa thanh nhã lại vừa buồn thương tiếc nuối, như cái bài Mơ Về Nơi Xa Lắm đấy mà chúng Vâng ta đã. vâng vâng đúng rồi ạ. Cái bài đàn cầm Tây Hồ này đấy thì Thái Thăng Long viết là cũng đã lâu rồi, từ khi anh mới mới ra trường, cái trường Đại Nhân Văn đấy, cùng khóa với Bích Ngân đấy Vâng. ở Sài Gòn đây này. Thì câu chuyện kể về chuyện tình giữa Trạng Bùng với lại Thanh Mẫu Liễu Hạnh anh ạ. Nó là cái điển tích xa xưa của cái đầm cái Hồ Tây đó. Thì Trạng Bùng Hồ Khắc Khoan với lại Thanh Mẫu Liễu Hạnh đã có một cái mối tình riêng sâu kín, và sau này nó tích tụ lại trong cái tác phẩm đàn cầm Tây Hồ này của Thái Thăng Long. Anh Thái Thăng Long là nhà ở phố Đội Cấn đấy, gần khu Ba Đình đấy, và gần Hồ Tây đấy, em đi check lên một chút là tới. Thế thì anh viết cái bài thơ này thì tôi thấy rằng là rất xúc động, và hình như anh viết cho chị nhà, biết tặng chị nhà để chia lợi. Nhạc sĩ tự nhiên tôi quên tên, ông ấy là ông là trưởng đoàn văn công Hà Nội đấy, thì mới phổ thành 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 nhạc, phổ thành cái bài, phổ cái ca khúc đàn cầm ở Tây Hồ này. Thì tôi phát hiện ra là nhạc sĩ đã sử dụng 5 cái khúc điệu của cái ca trù anh Vâng. ấy, và chỉ có là thay lời mà thôi. Thế một lần là Thái Thăng Long mới ngồi hỏi tôi là theo ông thì cái ca khúc này đấy, với lại ca khúc Chiều Phủ Tây Hồ đấy, cái nào hay hơn?
Tôi trả lời luôn này là đàn cả gì nhỉ, Đàn cầm Tây Hồ. chiêu phủ Tây Hồ, À vâng, chiêu phủ Tây Hồ. âm nhạc vang đấy là nó chỉ là âm hưởng dân ca, âm hưởng của ca trù thôi, cho nên nó man mác và nó hiện đại và nó đi vào lòng người nhanh hơn so với cái bài mà sử dụng năm cái cung của ca trù đấy. Như cái bài đàn cầm Tây Hồ đã thể hiện thì ca trù nó làm nhà bác học nhỉ, Vâng. cho nên là mình sử dụng cái bình cũ rượu mới này thì nó là không có giá trị bằng cái là phảng phất âm điệu dân ca. Vâng, đúng rồi. Thế tôi chỉ có thể nói vài điều như vậy thôi. Vâng, cũng rất là cảm ơn anh cái thông tin về một cái ca khúc mặc dù đã được đăng tải cách đây rất là nhiều năm nhưng vẫn để lại những cái âm hưởng, vẫn để lại cho con người ta một cái chút phảng phất về Hà Nội, về Hồ Tây, về Tây Hồ cũng như là về cái nơi mà như Phú Quang đã nói là mơ về nơi xa lắm, thì chính là cái nơi nó lại nằm ở trong chính cái tầm mắt, chính cái tầm kiểm soát của mỗi người nhưng lại không nằm ở trong cái tâm thức mà người ta lại mong muốn một cái nơi mà nó không có thực bởi vì nó xa lắm mà, đúng không ạ? Anh Phú Quang đấy đang bệnh nặng mấy năm nay rồi, À vâng. nằm một chỗ rồi. Thế và khi mà anh Thái Thăng Long ra Hà Nội, tôi cũng không đi được. Thái Thăng Long ra Hà Nội thì thăm bạn buổi chiều đó thì là chỉ thấy bạn nằm im mà mở mắt nhìn thôi, không Vâng. nói được. Đã 2 năm nay rồi. Thế thì trước kia là anh Phú Quang ở Sài Gòn và ra Hà Nội năm 2006 rồi đó. Thế thì cái thời kỳ ở Sài Gòn đây là những lần ghé thăm Sài Gòn thì là anh Phú Quang thường là uống cà phê rồi là ngồi đò trên sông kênh Nhiêu Lộc, và chúng ta thấy là hình ảnh Phú Quang rất là lãng tử, lúc nào cũng non phớt rồi là với điếu xì gà ngây Vâng. ngô. Tôi chưa kịp xin đưa cái hộp xì gà của anh thì anh đã nằm bệnh rồi. Vâng. Tức là ở trong một cái hoàn cảnh anh muốn là cái biểu tượng cái hộp xì gà sẽ được bàn giao thế hệ đúng không? Nhưng chưa kịp thì anh đã lâm bệnh trước khi anh đặt vấn đề xin lại đúng không? Cái năm anh Phú Quang anh tổ chức 4 đêm nhạc ở cái nhà hát lớn đấy. Dạ vâng, em có xem cái chương trình đó rồi ạ. À, thế thì anh Thái Thăng Long mà là cũng bay ra cùng với Quang Lý đó. Ca sĩ Quang Lý cũng hát trong cái 4 đêm nhạc đó. Vâng. Thế tôi có gửi tặng Phú Quang với lại Thái Thăng Long bài thơ đấy mà bây giờ tìm mãi chưa thấy. À dạ vâng. Bài thơ nói về thế sự rất là hay. Có lẽ lúc nào tôi tìm được tôi sẽ đăng lên. À vâng. Tức là coi như là những cái sáng tác của anh lúc bây giờ anh cũng không lưu lại ở một cái trang nào mà anh gửi lên trên trên Facebook thôi đúng không? Tôi là sáng tác là nhiều tập thơ lắm rồi nhưng mà là bây giờ tôi không xuất bản nữa. À Cái nhà xuất bản nó bị đầu độc hết rồi. Đã Thăng Long vừa rồi mới tăng in được một cái tập mừng húm lên đó, in được cái tập là kẻ ăn xin thời gian đấy. vâng. Thế cách đây 3 4 năm anh điện cho tôi anh bảo là tớ là vừa mới xong một tập thơ và đang gửi đi rồi. Đấy. Thế là cậu đừng nói với ai chúng nó phá đấy. Thế tôi bảo là anh cứ đăng đi để xem là chú nó loại ra những bài nào. Kết quả là Nguyễn Quang Thiều là loại ra tới là 119 bài. Không biết là 319 à 119 bài. Vâng. Chống bành chống Bắc Kinh. Nói về Bắc quê biển đảo, nói về chiến tranh biên giới, nói về tình Vâng. đồng, nói về sự hy sinh mất mát, vân vân. Thế thì tướng Nguyễn Quang Thiều đấy vốn là một tướng an ninh mà Vâng. đấy. Cho nên là cái hội nhà văn Việt Nam đấy là hội văn phòng nghệ thuật bây giờ là Nguyễn Quang Thiều lại là chủ tịch nữa phải không Vâng. ạ? Cho nên là như hôm qua tôi đã nói với anh rồi,
văn học thơ ca mà dính đến chính trị là coi như chỉ có Vâng, đúng rồi ạ. vật. Tức là một khi văn học thơ ca nó dính đến chính trị, rõ ràng nó là một cái công cụ tuyên truyền chứ nó không mang cái thưởng thức của nghệ thuật. Và như vậy đối với cái nhìn khoa học của các anh nó vứt đi là phải rồi. Đấy. Còn cái giá trị cái giá trị tuyên truyền nó lại ở chỗ khác, chứ nó không còn chứa đựng cái góc nhìn của học thuật nữa. Nó khác nhau ở cái điểm mà hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau ở chỗ ấy. Nó gặp nhau ngoài vũ trụ đấy, À, theo thế. vâng, một cái khái niệm hôm nay em nghe anh là nó sẽ gặp nhau ở ngoài vũ trụ. Vâng, hai đường thẳng song song sẽ có cơ hội gặp nhau ở ngoài vũ trụ. Là như Vâng. vậy. Thế thì cái minh chứng rõ ràng cho cái thơ chính trị đấy là chúng ta nổi tiếng với lại nhà thơ Tô Hữu phải không ạ? Vâng. Thơ của ông mỗi một thời là nó là nghị quyết của Đảng trong mỗi đại hội. Đúng rồi, nghị quyết, mệnh lệnh và là cái chủ đề tất cả các cái kỳ thi từ đại học cho đến là cấp 3 cho đến là những cái kỳ thi nào đó đều đưa ra cái chủ thuyết và cái chủ đề của đồng chí Lê Duẩn nói, hoặc là đồng chí Tố Hữu nói, và đồng chí ABC nói, và câu nói của các vị lãnh đạo đã trở thành như là mục tiêu, đã trở thành tư tưởng cho cả xã hội. Nhưng vì nó là chính trị cho nên bây giờ nó cũng tự nhiên biến khỏi cái diễn đàn vũ đài chính trị là cũng phù hợp đấy anh Không, ạ. nó khó hát như những bài ca về Trường Sơn ấy. Vâng. Thế tôi thấy là Việt Bắc gió lộng là từ ấy ngày xưa là thế hệ chúng ta đọc say sưa đúng không? Thuộc lòng Vâng. luôn. Vui sao mà sáng tháng năm đường về Việt Bắc là lên thăm Bác Hồ đấy. Rất là hào sảng. Thế rồi là 71 đến nghiêm trang người lính, bảo ạ. Vâng. Thế là tôi là còn giảng học sinh mà tôi đưa thơ vào nữa. Mỗi lần lên bài giảng tôi đưa thơ vào. Một thời đại dọn như vậy. Thế Cuối cùng đấy thì em hỏi hơi tế nhị một tí, thế thì cũng là cái bài giảng cách đây 20 năm, nếu bây giờ anh phải giảng lại, cái lương tâm anh mách bảo rằng anh có được phép giảng hay là lương tâm anh cho phép giảng nhưng mà không, anh không giảng được ạ? nó không hào hùng được như xưa. À, không hào hùng được thôi ạ. Còn như thế là trách nhiệm thì vẫn giảng được đúng không ạ? Trách nhiệm mình phải là sẽ giáo khoa là pháp lệnh mà, À vâng, giáo trình là pháp lệnh mà. như Thế nhưng mà tôi tổng kết lại đấy thì thấy rằng là thơ Tô Hữu là đến bây giờ vẫn còn sống mãi trong lòng nhân dân này. Với một câu cảm thán rất hay đó là thôi rồi Lượm ơi. Nó là câu cửa miệng của mỗi người khi mà gặp cái thứ gì thất vọng hoặc là vừa mất cái gì đó. À vâng. Em cũng hôm nay cũng bật mí là có một cái anh bạn chơi rất thân, anh cũng là phó giáo sư dạy ở Đại học Vinh, khoa sử. Thế thì hình như là cũng tuổi anh, sinh năm 54. Thế thì cũng vật lộn rất là nhiều. Nhưng khi được một cái suất đi bảo vệ luận án ở bên Nga ấy, đi 4 năm. Sau đó trở về thì anh không về biên chế nữa và anh đi làm tự do. Ê, thế mới hỏi làm sao? Bảo đã gọi là tự do thì mới chính là mình. Còn nếu như tiếp tục cái công cuộc dạy sử, tôi không đủ cái bản lĩnh để tôi nói lên cái điều mà tôi suy nghĩ. Và như vậy tôi thấy tự do. Vâng, đấy là cái câu kết. Và anh ấy là thanh toán cái bảo hiểm xã hội bằng cái sổ hưu. Và thôi, không 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 đi tiếp con đường đó, bây giờ nhảy sang ấy là làm tự do và để phụ vợ là đi kiếm ăn ở ngoài. Vâng. Xin anh cho biết tên cái vị phó giáo sư đó. Tôi là hơn đấy. Tôi sinh năm 1952 mà. À vâng, thế thì anh hơn 2 tuổi. Vâng, anh sinh năm 54, tuổi ngựa. Tôi là tuổi Nhâm À Thìn. Thế thì nhà sử học đó là suy nghĩ đúng đấy. vâng. Lịch sử chúng ta là chính trị hóa rồi cho nên nó là phần lớn là nói dối. Phần lớn. Tuyên truyền chiến tranh về cách mạng Vâng. giáo thế hệ mà ý thế hệ chúng ta biết rồi là thơ Tô Hữu là năm 61 rồi đỉnh điểm người thơ ca của Tô Hữu đấy Vâng. là quả Là báo dung dinh. Thưa với anh là thế này tức là
cách đây khoảng hơn chục năm gì đó đấy, thì một một anh phó ban tuyên giáo, cũng là ban của tôi thôi, anh phải anh giảng ở trường tôi là thì câu đại loại thế này: nếu bây giờ còn người Phù Nam đòi đất, còn người Chân Lạp đòi đất, thì chúng tôi người Chiêm Thành đòi đất thì chúng tôi sẽ giao lại đất cho họ. Tôi bực quá, tôi bảo là sau đó ông nói chuyện xong đến tôi nói chuyện ông nghe, ông làm như thế là mất nước, bởi vì là bọn Khmer là bọn Campuchia nó đang đòi đòi đất ở Nam Bộ này mà, đòi đến Sài Gòn đến Nghệ An mà, chỗ nào gây thôn luôn là đất là Campuchia rồi. Ông trả lời là sao? Cái hiện nay rõ ràng là nó đang thực hiện ý đồ đó. Thế còn cái lịch sử vùng đất Nam Bộ này đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không việc gì phải băn khoăn về cái cương vực lãnh thổ này cả, bởi vì đó là bốn quốc gia kia đã diệt vong rồi nhỉ. Và Mà ông cha ta đã thống nhất các cộng đồng cư dân là một cộng đồng thống nhất của người Việt anh ạ. Cái chuyện đó là công lao Đức Nguyên Âu Cảnh rất là to lớn. Còn như tôi nói là cái vùng đất Nam Bộ này ngày xưa, nhất là miền Tây đấy, là nơi lưu đày các cái tội đồ, những nghĩa quân khởi nghĩa chống lại cái Trịnh Nguyễn phân tranh anh ạ, những tù binh chiến tranh. Thế nhưng là ở trong dòng máu của họ thì sẵn sàng là mang cái dòng máu phản kháng, mang dòng máu của giang hồ hảo hán anh ạ. Và Họ lánh nạn vào đây để mà mưu sự nghiệp lớn sau này. Thế còn người Hoa ở Đông Na Đại Phố hay là Cù Lao Phố đó, hay người Hoa Chợ Lớn sau này, chúng thấy bây giờ là mấy trăm năm qua thì họ đã trở thành một cộng đồng cư dân là làm ăn rất là hiệu quả và sống hòa thuận với Việt Nam, với lại các dân tộc Việt Nam, và họ thành một 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 trong những 64 của các dân tộc thiểu số Việt Nam anh ạ. vâng Thế đặc điểm người Hoa là giữ chữ tín trong làm ăn, cho nên là họ làm ăn rất phát đạt, cái bí quyết của họ là chữ tín. Tôi đã sống ở Bạc Liêu tới 18 năm, có dạy ở cái phân hiệu đại học của Bạc Liêu đó. Là 18 năm thì tôi hiểu rất rõ là những người Hoa ở đây họ sống như thế nào. Bạn bè tôi hay đồng nghiệp của tôi rất nhiều người Hoa, có nhiều cô giáo người Hoa là cũng đã thầm yêu trộm nhớ rồi, là cũng đã có tình cảm sâu sắc với tôi. Và để lại dấu ấn rất là tuyệt vời đấy ạ. Cô để anh Vi Vi Tòng là cô Châu Gia Anh Văn lại là Khương Nguyệt Anh vân vân rất nhiều. Thế thì người Hoa ở Sài Gòn đấy chỉ phân hóa sau khi có cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan này. Thế còn manh nha như là cái thời mà có chủ tịch Trương Mỹ Hoa hay là Trương Hòa Bình ở Long An kết hợp với lại Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải vân vân, nó mới xuất hiện sau này thôi, thời kỳ Vâng. mà cạp đất đấy, chiếm đất của dân, mà nước Anh thế kỷ 16 nó gọi là giao đất cướp ruộng đấy. Thế nên nó chỉ xuất hiện cái ý thức phản kháng lại cái đường lối phát triển kinh tế của đất nước chúng ta một vài thập niên gần đây thôi, cụ thể nhất là từ đầu thế kỷ 20 à 21. Khi anh Lê Hoàng Quân anh về anh làm chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, anh là bí thư tỉnh tỉnh ủy của Đồng Nai mà, Và ông em thì là Lê Hồng Phương làm chủ tịch công đoàn, làm ở ủy ban kiểm tra là ban tổ chức tỉnh ủy đó. Thế thì Lê Hoàng Quân được điều động về thành phố Hồ Chí Minh để mà làm chủ tịch thành phố và rút đồng chí
Nguyễn Minh Triết ra Hà Nội để làm chủ tịch nước anh ạ. Vâng. Thì hồi đó là tôi còn viết lịch sử cho anh em Lê Hoàng Quân cơ mà, Lê Hoàng Phương cơ mà. Hai ông này đã phải mang cả mấy chục ký tài liệu hồ sơ để mà tôi viết mà. Vâng. Cái xã Tân Bình của ông ở Tân Uyên đấy, là mẹ của ông là bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà mà bà Hai Não, và gia đình ông có ông cậu là luật sư đầu tiên của đất Nam Bộ này, rất danh tiếng vào năm 1935. Nhưng mà ngay từ cái thời kỳ đó tôi đã khẳng định là ông Lê Hoàng Quân là mà về Sài Gòn là nhất định sẽ dính vào cái cái vụ đất đai nhỉ, ghi cho rằng là như vậy. Và không phải là ngoại lệ đúng không ạ? Thế thì cái nhóm mà có ý thức phản kháng ở Nam Bộ này đấy, tập trung ở cái chỗ là Sài Gòn đất Thủ Thiêm này thôi anh nhỉ, với lại cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát này thôi, chứ không có gì ghê gớm cả. Thế còn sau này thì Nguyễn Tấn Dũng về về Kiên Giang làm người tử tế đấy, thì Phú Quốc đang lùm xùm cái chuyện Campuchia nó đòi lại. Vâng. Thế rồi là đồng chí Nguyễn Phú Trọng nó đã phải bật khóc cái đại hội 12 đấy, khi không kỷ luật được một đồng chí trong Bộ Chính trị. Vâng, rõ Vì ràng 75% là ủy viên Trung Đảng là không tán thành ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng. Mà Nguyễn Tấn Dũng lúc hồi đó đấy là rõ ràng là cái thời cơ mở cửa phát triển kinh tế chúng ta rất nhiều, nhưng mà ông ta đã lợi dụng cái cơ hội này để mà tàn phá đất nước anh ạ. là Còn tất nhiên là trong quá trình phát triển như vậy thì là kinh tế có tăng trưởng, một số những cái mảng kinh tế là cũng có sự khởi sắc, mà nhất là nó có kinh phí để mà nó nuôi nuôi cái Bộ Chính trị hay là cái ủy viên Trung ương Đảng anh ạ. À, chứ không Và phải là chuyện mà Nguyễn Tấn Dũng là toàn có tội lỗi không đâu, tội lỗi này của Nguyễn Tấn Dũng gây ra có sự lãnh đạo của Đảng, và ông ta đã nói rất rõ là Đảng giao nhiệm vụ thì tôi là không thể từ chối được. Cho nên là không có văn hóa từ chức. rất là đau xót đấy Sau này thì ạ. cái hậu quả để lại chúng ta đã thấy rồi, rất nặng nề, hàng trăm năm sau vẫn chưa phục hồi lại nền kinh tế hay là cái tài nguyên khoáng sản của đất nước anh nhỉ, bị tàn phá nghiêm trọng. Và tàn phá nghiêm trọng nhất là cái niềm tin của nhân dân đối với lại sự lãnh đạo của Đảng, cái niềm tin về kinh tế. Bây giờ thêm đại dịch nữa thì chúng ta thấy rằng là Sài Gòn này hàng chục ngàn cái doanh nghiệp nước ngoài đã rút khỏi cái Sài Gòn này rồi anh ạ. À, và nguy cơ là sụp đổ kinh tế Sài Gòn này, nó làm sụp đổ cả kinh tế cả nước luôn, không đơn giản đâu. Và cái dự báo này nó không còn là nhãn tiền nữa anh ạ, mà đã bắt đầu có hiện tượng và đã bắt đầu đi vào đời sống và đi vào thực tế. Bởi vì đầu tiên là công nhân thất nghiệp những cái tháng vừa rồi, thứ hai là bắt đầu liên quan đến hàng tồn đọng, thứ ba liên quan đến đóng bảo hiểm xã hội, thứ tư là liên quan đến thuế má, và cuối cùng là liên quan đến vấn đề vốn vay. Và chắc chắn mỗi một doanh nghiệp chỉ thấm cái đòn đấy khi vài ba tháng sau bắt đầu mới thấy được những cái điều cần phải sống, cần phải làm và cần phải liên quan. Đó là tay không, chân rồi, lúc bấy giờ nhà xưởng sẽ không còn, công nhân không còn, máy móc không còn, và cái vốn nợ ngân hàng bắt đầu réo gọi. Khi ấy bắt đầu mới thấy à, và khủng hoảng tài chính anh Thưa với anh, tức là ạ. chúng ta đang là gọi là tình thế tứ bề thọ địch, cho nên cái vụ án bưu cục cầu voi này đây là nó trì trệ chính ở chỗ đó, họ đang phải nhìn nhau để mà thực thi cái pháp luật. Và chính cái chỗ mà người ta nhìn nhau thế này mới lại là cái bọn ở ngoài nó đạt được mục đích, có đúng anh? Đúng vậy, nhưng mà tôi xin thưa với anh, tôi là cái thời Nguyễn Tấn Dũng đấy, rồi mà cướp đất của Thủ Thiêm đấy, Sài Gòn này đấy, Vạn Thịnh Phát nọ kia đấy,
bốn lên đó, thì đã có yếu tố là nước ngoài nó Bắc Kinh nó can thiệp rồi, nó đang làm thao hóa. Nguyễn Tấn Dũng ngày xưa cái vụ mà Đinh La Thăng với lại dầu khí đấy, là Trịnh Xuân Thanh nó kia nó bán dầu lậu cho Trung Quốc, ngoài miệng là Trung Nguyễn Tấn Dũng vẫn nói là chúng ta không thể là dựa vào cái tình hữu nghị viển vông chứ thật ra là cũng đã dựa vào Trung Quốc Vâng. để mà đục khoét, để mà phá hoại cái nền kinh tế đất nước chứ không phải không. Thì cái khí chất Nam Bộ thì rõ ràng là anh ta trước kia là y tá ở U Minh, họ đã chụp cái ảnh rất đẹp trai mà sau này là lại lên làm thủ tướng rồi, cũng rất là phong độ anh ạ. Vâng. Tôi nói là ngay bà xã tôi hay là rất nhiều anh em tôi cũng nói là nên để cho Nguyễn Tấn Dũng làm tổng thống hồi đó còn ngộ nhận như vậy cơ mà. Vâng. Và rõ ràng là cái khí tiết Nam Bộ này ta đã tạo nên cái sức mạnh tàn phá đất nước không nhỏ, khi mà dựa vào cái hoạt động của tình báo Hoa Nam hay là của Trung Quốc trong việc phá hoại cái kinh tế Việt Nam, làm cho kinh tế Việt Nam phụ thuộc, và còn sâu xa nữa là chúng còn muốn chia cắt lâu dài đất nước chúng ta, làm đất nước chúng ta rối loạn, mất trị an, mất niềm tin đối với Đảng, đối với nhà nước, dẫn đến là nội chiến và chia cắt đất nước lâu dài nữa. Đấy là sâu chuỗi lại chúng ta thấy là lịch sử có thể nó đang lặp lại những cái bi kịch này, đen tối và đau xót như vậy. Mà nếu chúng ta vừa rồi mà không ngăn chặn kịp thời thì có thể là điều đó đã xảy ra rồi đấy. Và nó đã xảy ra thì coi như là cái dự báo nhãn tiền là có thật, và đồng thời đó là một cái sự dự báo không hề sai lầm, và nó luôn luôn là cái điều chúng ta cần phải làm cho nó đúng. Mà muốn đúng như cái chủ đề buổi ban đầu đó là gì? Phải hiểu về vấn đề lịch sử, hiểu về văn hóa, hiểu về con người, và đó cũng là cái kiến thức mà mỗi người công dân đều phải học. Và như lúc đầu đặt vấn đề với anh là nếu như không có trau dồi kiến thức lịch sử mà mỗi người công dân chỉ cần lớn lên trưởng thành học về kiến thức khoa học rồi làm ăn kinh tế và quên mình là ai, quên đi vấn đề lịch sử nước nhà, thì đó có phải là cái nguy cơ của cái gọi là gì, không còn cái giá trị về hiểu biết về về quốc gia và dân tộc. Vâng, anh có thể là đánh giá như thế nào về cái nguy cơ này Vâng, tức là ạ? tôi nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy, Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân duy đó không bao giờ thay đổi. Thế thì trở lại cái câu mà trình bày trước hội nghị đang trăm hàng ngàn đấy, học sinh như là cử tọa ở trường tôi, trường Đại học Đồng Nai ấy, và hàng chục năm trước đấy, thì cái vị mà phó chủ tịch à phó cái ban tuyên giáo trung ương à phó ban tuyên giáo tỉnh ủy nói là còn người phù nam là chúng tôi trao lại cho người phù nam, còn người chân lạp người chiêm thành đòi đất thì chúng tôi là trả lại đất cho người chân lạp. Thì ông ra phát biểu như vậy là không có một tí kiến thức nào về về công ước quốc tế, về chủ quyền, về cương vực lãnh thổ quốc gia. Vậy thì chúng ta hiểu có phải là cha ông ta đã xâm lược và chiếm cái Nam Bộ này không anh ạ? Vâng. Đó là cần phải rành roi chứ không thể là cứ lờ mờ như vậy được. Hay là Campuchia đòi đất đến cái thốt nốt ở Sài Gòn, đòi Phú Quốc, thế thì cái công ước quốc tế nó quy định thế này, tức là từ khi chủ nghĩa tư bản ra đời cho đến nay thì cương vực lãnh thổ các quốc gia đấy đã được xác định và không thay đổi anh ạ. Vâng. Còn đối với chúng ta là lịch sử không lặp lại,
lịch sử mà lặp lại thì chúng ta đòi đất của chúng ta ở Quảng Đông, Quảng Tây chứ, phải không ạ? Vâng đúng rồi ạ. Cái thời vua nước Nam Việt là Triệu Vũ Đế đấy, tức là Triệu Đà đấy, mà các sử gia miền Bắc ta cứ gọi là giặc, không phải đâu, ông ta là có công mở mang bờ cõi đất nước và có công là khôi phục lại cái dòng dõi vua Hùng này nhỉ. Hơn nữa đây là Triệu Đà đấy, còn là ông tổ của bà Triệu Thị Kinh sau này anh ạ. Vâng. Nên cái lịch sử của tôi vừa Vâng mới gửi vào cho anh đấy, vâng vâng. thì rõ ràng là chúng ta phải nhìn nhận lại lịch sử cái thời mà Vương quốc Nam Việt của Triệu Đà, của Triệu Vũ Đế. Ngày xưa là Triệu Vũ Đế ở nước Nam Việt là ở bên Tàu đấy, là chống lại nhà Tần cơ mà, ngoan cường, trong khi tất cả 7 quốc gia đã bị thôn tính, nhà Tần là thống nhất trị vì đất nước. Thế thì cái vương quốc Nam Việt của Triệu Đà mở rộng ra là gấp 10 lần bây giờ nhỉ, Mà tức là bao gồm tất cả cái vùng Quảng Đông, Quảng Tây, gồm những người Bách Việt, người 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 người, Mân Việt. Cái dòng dõi những người Việt chúng ta là từ cái hạ lưu sông Trường Giang nhỉ, dòng Bách Việt đấy, mà do vượt quán ông Vương Nam cho nên gọi là Việt Nam. nào Việt Nam là Việt Vi, là vượt quá phương Nam đấy, vượt quá về phương Nam chứ không phải là gì đâu. Tên nước chúng ta là đã có nhiều lần thay đổi rồi, Văn Lang, Âu Lạc, Đại Việt rồi Đại Ngu. Nhỏ à, nhỏ có tên là Đại Ngu đấy, cái Đại Ngu là viết theo tiếng Hán cho nên là nó buồn cười như vậy. Ngu đấy không phải là ngu xuẩn mà là ngu lạc. Có ba cái ngu: ngu xuẩn, ngu lạc, ngu và ngu ngu thuấn đấy. Ngu thuấn là những ông vua mà mình chết nhất đấy. Cái lịch sử Trung Hoa nghêu thuấn. Văn nghệ chúng tôi sẽ có cái câu tư là chào ông đoàn giỏi đấy, là Trung Quốc ông Tào Ngu tuy tên là ngu nhưng ông viết kịch rất giỏi. Vâng. Việt Nam như là của anh đoàn giỏi. Thế thì là cái tên nước của chúng ta đấy là Việt Nam có từ thời nào, chúng ta phải khẳng định là chính thức là nó ở thời Gia Long này nhỉ? Vâng. Mà chính Gia Long đã là người thống nhất đất nước chứ không phải là cái triều Nguyễn Tây Sơn đâu. Vâng. Phải là vua Gia Long. Và sau này chúng ta phải đánh giá lại công lao của Trung Nguyễn Đàm Trong và Nguyễn Hoàng đấy, rồi là cái triều Nguyễn Gia Long, cái triều Nguyễn cuối cùng đấy của chế độ phong kiến Việt Nam, là có công mở rộng phát triển vùng đất phương Nam của Tổ quốc đấy, anh ạ. Vâng. Đừng vì con người chính trị hay con người là phong kiến nhưng mà phủ nhận đi cái con người của khoa học, của anh hùng dân tộc, anh ạ. Vâng, mặc dù quá khứ là quá khứ nhưng lịch sử vẫn phải được ghi chép một cách rạch ròi, rõ ràng, công ra công, tội ra tội, chứ không thể mập mờ. Dạ vâng. Thực ra Gia Long có tàn ác không? Có tàn ác. Tây Sơn có tàn ác không? Cũng rất tàn ác, bởi vì họ là khởi nghĩa nông dân mà Vâng. chống phong kiến mà thâm thù lắm, cho nên là cái sự tàn ác của họ là cái điều dễ hiểu, những cái tàn khốc của chiến tranh của huynh đệ tương tàn dân tộc chúng ta đã trải qua 300 năm rồi mà đến bây giờ được để nó xảy ra được. Vâng. Đấy là điều mà tôi suy nghĩ hiện nay. Dạ vâng. Nếu mà muốn như vậy chúng ta phải hiểu cái đất nước của con người này, Nam Bộ anh ạ, Vâng. nó có cái bề dày lịch sử, nó có cái hệ tư tưởng ý thức dân tộc, họ luôn nhớ về cội nguồn chứ, và tuy thoát ly nho giáo nhưng mà lễ giáo của họ là giữ rất vững, đạo đức xã hội của họ là có thể nói là còn là trong sáng minh bạch hơn so với miền Bắc miền Trung anh ạ. Mà Họ có quân tử, họ dứt khoát, họ rất năng động,
cho nên không loại trừ cái sức mạnh mà thế lực ngầm này chúng ta đã từng cảnh báo, nó có thể là đồ đảo chính ạ anh ạ. Vâng, và như vậy là cũng cái việc mà lâu nay anh em mình vẫn trao đổi một số các nhà khoa học cũng như là một số học giả trao đổi cái văn hóa đảo chính, cái vùng miền đảo chính và nó đặc thù của một cái khu vực, nó không phải là cái gì xa xôi nữa mà nó đã hiện hữu, và anh đánh giá phân tích lâu nay thế nào là văn hóa đảo chính, và rõ ràng nó có sức ảnh hưởng nhất định từ một cái thế lực, từ một miền vùng miền, và cái vùng miền đấy người ta luôn luôn sống trong cái tiềm thức là vua một xứ còn hơn là làm tôi ở cái chỗ đông hơn. Vâng, và đã để lại là ở khu vực từ sông từ bến hải trở vào đi chẳng hạn, gọi là cái vùng miền, mà cái miền này là cái miền trước đây đã được phân chia thời kỳ chiến tranh, và đã để lại một cái nét văn hóa là tướng tá tranh giành quyền lực, và tướng tá cũng tranh giành ngôi vị, và tướng tá tranh giành cái tôi của mình, và văn hóa đảo chính từ đó nó mạnh mẽ hơn và nó để lại đến bây giờ cũng không ít cái hệ lụy. Và như vậy dân tộc chúng ta đã bị phân hóa, bị đánh giá một cái là ảnh hưởng vô cùng, như lúc đầu đặt vấn đề đó là gì, đất nước đã hòa bình nhưng không yên bình cũng từ những cái văn hóa này, cũng từ những cái xáo trộn xã hội này. Vâng, và rõ ràng thời lượng của mỗi chương trình cũng bị hạn chế bởi cái khung của thời gian, và hôm nay chia sẻ với anh Đàm Đạo cũng đã rất là nhiều thời gian. Và để kết thúc cái buổi đàm đạo hôm nay, có lẽ như thường lệ vẫn kính mời anh chia sẻ đến quý vị khán thính giả trước hết là hai cái lăng hoa rất là đẹp, và sau đó cũng là lời chia sẻ chào đến mọi người, và chúng ta kết thúc chương trình ở đây. Vâng, xin mời anh ạ. Tôi lúc nào cũng hoa tươi, cảm ơn Dạ luôn anh vâng. nhỉ. Thế thì chốt lại vấn đề là cái gì? Đó là cái nguy cơ dân tộc mà chúng ta đang đang phải đối phó anh ạ. Cái an nguy chính trị cũng nằm trong nguy cơ dân tộc này. Vâng. Cho nên chúng ta phải quán triệt cái tư tưởng làm sao để mà thoát dần cái sự phụ thuộc về kinh tế, sự phụ thuộc về chính trị đối với Trung Hoa đại lục này. Vâng. Cái đó là cái rất cần thiết mà đảng ta hiện nay là phải tỉnh táo để mà loại trừ những cái thế lực ngầm anh ạ. Vâng. Nó đã ăn sâu vào trong cái bộ chính trị, trong cái ban chấp hành trung ương và trong quốc hội, và thế lực ngầm của nó không phải là không mạnh đâu, nó lại năng động nữa, và nó còn các cái tướng tá này là chẳng qua là công cụ thôi, Vâng. quân đội bán như dân, bắt nhân như lính, quân đội là nó bị lợi dụng thôi chứ không phải là nó là cái lực lượng mà chiếm để đảo chính đâu. Và quan trọng đây là cái nhóm đảo chính ở phương Nam này, bao gồm là những người vị trước kia đã từng là nguyên thủ quốc gia hoặc là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước này. Vâng. Rồi kết hợp với Vạn Thịnh Phát, kết hợp với lại tình báo Hoa Nam, rồi kết hợp với tập đoàn tội ác Long An này, nó đang đang khuấy đảo lên để tình hình nó rối loạn anh ạ. Vâng, cái đó là cái hiện Tóm thực rồi ạ. Vâng. lại là như vậy thôi. Thế còn chúng ta có sốt sắng với cái số phận Hồ Duy Hải như thế nào, hay là vì sao tập đoàn tội ác Long An là chưa bị khởi tố, chưa bị trừng phạt, rồi cái số phận của Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình thế nào thì chúng ta cũng đã hình dung ra được rồi. Dạ vâng, đúng ạ. Chắc chắn là vụ án này sẽ phải được xử lý một cách thỏa đáng. Mà tóm lại là như vậy, thì vấn đề là thời gian thôi. Dạ vâng, chính xác anh. Thế xin chào tạm biệt. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, rất là cảm ơn buổi tọa đàm hôm nay, và vẫn như thường lệ đã hết thời lượng. Vâng, chào anh. Kính chúc anh một ngày hạnh phúc, vui vẻ và sức khỏe. Vâng, chào anh. Hẹn anh ở buổi sau.